Này là của hai người bạn Thái ha, bay từ Thái qua đây luôn, rất là dễ thương. Coi kìa, làm nũng làm nịu. Chị mới có 4 tháng thôi mà được đi du lịch Việt Nam rồi, còn lấy cúp lấy giải về nữa. I wish you will take a best supreme. Ca sĩ chơi không ai này như gì bằng cường đó mà. Ôi đội nhà lụm, đội nhà lụm. Hello, mình là Nam Ngô và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Vô chưa? Hello, mình là Nam Ngô. Ok các bạn, buổi chiều ngày hôm nay là coi như giờ này là cái giải gần kết thúc rồi, đang tìm coi có được cái chủ nhân của Best in Show hay không ha. Thì mình sáng mình quay rồi, giờ mình quay lại để lấy cái giải. Thì mình giới thiệu với các bạn, đây là một cái giống mèo. Này là của hai người bạn Thái ha, bay từ Thái qua đây luôn. Đây là giống mèo Red Dawn, đúng không ta? Và hôm qua là đã lấy được một cái Best General rồi, là được cái cúp này. Ngày hôm qua bạn này lấy một cái Best General rồi. Nếu như hôm nay mà tìm bạn này lấy thêm một cái Best General nữa thì bạn mèo này sẽ chính là Best in Show ha. Nếu mà lấy được hai cái Best General 2 ngày liên tục thì sẽ được Best in Show. How old is it? 4 months. Yeah. Mới có 4 tháng thôi nha các bạn. Rất là dễ thương. Coi kìa, làm nũng làm nịu. Rất là dễ thương luôn. Lông rất là mịn luôn. Tuyệt vời luôn. Chỉ mới 4 tháng thôi mà đem cúp về, cúp nè, cúp cờ nè. Coi như là bội thu luôn nha các bạn. Đây là những cái cúp, cúp nhỏ. Cúp nhỏ là Best of Best. Mấy cái gì? Huy chương đồ quá trời hồ. Full. Rất là dễ thương luôn một bạn mèo này. Rất là đẹp. Này. Thôi hy vọng là nếu như ngày hôm nay á, nếu như ngày hôm nay mà một bạn mèo khác lấy cái giải Best General thì coi như là cái giải này sẽ không có chủ nhân của Best in Show. Các bạn không có chủ nhân của Best Supreme hả? Không có chủ nhân của Best Supreme. Hai ngày liên tục thì mới được Best Supreme ha. Ok. Rất là hay. Đây. Đi từ Thái Lan qua và có nhà cửa ở này đi chơi mấy ngày luôn. Very nice ha. Lim sim. Ok, để cái chủ của nó là bắt nó làm trò. This one. Lay. It's a boy or a girl? Girl. Girl, yeah. Hello. Hello. Đây là bạn mèo, này là hoàng hậu nha bạn, mèo cái nha các bạn. Yeah. Làm nũng, làm nịu. Chị mới có 4 tháng thôi mà được đi du lịch Việt Nam rồi, còn lấy cúp lấy giải về nữa. Dễ thương quá. Hai cái tai nó có hai cái màu. Hai cái tai nó là hai cái màu, gọi như là rất là đều luôn á. Rất là đều, toàn thân là full trắng, chỉ có đuôi nâu thôi. Cái mặt rất là dễ thương luôn. Mắt xanh. Con mèo mắt xanh đẹp lắm. Mắt xanh xanh nước biển ha các bạn ha. Đúng rồi em ơi. Cái gì đó Thanh Thảo, đúng rồi. Nè đó. Bé nó mới 4 tháng tuổi thôi. Rất là dễ thương. Nè nhắm mắt luôn. Dễ thương quá. Tầm biến chưa kìa. Rất là dễ thương luôn. Ok, mình sẽ đi vòng vòng tiếp ha. Hy vọng là sẽ chúc cho bạn mèo này sẽ lấy thêm một cái Best General nữa để cuối cùng là được cái Best Supreme luôn. Yeah. I wish you will take a Best Supreme. Thank you very much. Yes. Ok. Giờ lấy thêm được không em? Rồi cúp full luôn.
Đây các bạn, đây là tất cả gọi là chiến lợi phẩm của các bạn mèo này. Chỉ mới 4 tháng thôi mà lấy được rất là nhiều luôn. Amazing. Yeah. Đây, còn đây là của bạn Khang. Khang sáng giờ lấy được như đây hả? Hai anh em hả? Khang Khương sáng giờ lấy được như đây hả? Hôm qua giờ. Hôm qua giờ luôn hả? Mới thì cái này. À, mới lấy cái này. Cái này là cái này là cái gì? Cái này là top 2 của dòng Pilgrim. À, top 2. Có dí, có dí. Có dí hả? Trời. Này về treo mốt đầy nhà luôn. Bữa anh thấy qua nhà đã mười mấy cái rồi không ta? Có 4 cái. À, 4 cái hả? Đợt này nhiều quá. Đợt này nhiều quá. Còn cúp này là cái gì ta? Cúp này là của cái dòng Pilgrim. À, coi như là vừa cúp với lại vừa này luôn. Quay được gì cũng quay từ lưa luôn rồi. Đây các bạn, rồi bây giờ chung kết ở trên rồi, chúng ta có thể thấy hàng ghế trên là có coi như là 2, 4, 6 giám khảo. 6 giám khảo sẽ ngồi đó, và cái này nó khác thi chó chút xíu là chủ mèo sẽ ẩm mèo lên đảo 2 vòng, 3 giám khảo sẽ chấm điểm. Bây giờ chuẩn bị vô rồi, chuẩn bị vô thì mình cũng chờ xem coi như thế nào ha. Đây nè, mấy bạn hồi sáng mình phỏng vấn thì lãnh rất là nhiều cái huy chương, huy hiệu full luôn. Ngoan, mèo ngoan. Ở đây còn rất là nhiều cờ phướng chờ chủ nhân lên nhận đây. Đây là cái show này show quốc tế luôn nha các bạn. À, đây cái Best Sprint sẽ là cái hoa bự nhất đó các bạn, là tím tím á. Khách mời đặc biệt của, còn cái màu đỏ đen kế bên đó là của Best General. Trợ chính cho BSC Show, anh Trương Nhất Hàng của công ty TND Diamond. Các bạn vui xin cho một tràng pháo tay ạ. Mà anh Trương Nhất Hàng ra nè. À, chị Trần Kiều Anh, admin của đảo mèo ạ. Nó đi vòng vòng chơi tiếp đi. Rồi các bạn cho một tràng pháo tay ạ. Chị Trần Kiều Anh của đảo mèo là khách mời ngày hôm nay. Ca sĩ Bằng Cường. Ôi, chúc mừng em nha, lấy được quá trời luôn. Cái này của em không ta? Của em đúng không? Chúc mừng em. Đấy các bạn, đã luôn. Full. Cái chuẩn bị thi BSC. À, chuẩn bị thi á ha. Ồ, nếu như à, coi như là bé của em sẽ làm một cái, nếu mà lấy cao nhất hay được Best General đúng không? Dạ đúng rồi, cao nhất bữa nay là Best General. Nếu như mà bé kia, bé Ragdon hồi nãy em quay ở dưới kia của bạn Thái mà được Best General hôm nay nữa là bạn đó sẽ được cái giải Best Supreme. Best Supreme là cao nhất. Oh, cao nhất của cuộc thi năm nay. Ừ, tuyệt vời luôn. Cái này là được công nhận trên cái gọi là quốc tế luôn đúng không? Cấp giải quốc tế luôn. Bốn vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay là tổ chức WCF. Quá đã luôn. Thấy anh em đi chơi lụm đồ về là thấy khoái rồi. Phê. Bà nào coi như công sức mình bỏ ra xứng đáng đúng không? Thấy nó vui vui. Ok em, anh đi vòng vòng chơi tiếp. Các bé triệt sản. Thì mình xin mời mình xin kích tình New Joe. Các bé triệt sản mèo con. Bé mèo sẽ ở hạng mục Semilon Hair. Đó chính bé mèo số 18. The Semilon Hand Kitten New Shirt number 18. Hello anh em nha. Ban giám khảo trên là đang chấm điểm đó các bạn. Ẩm mèo lên. À, mình ẩm lên mình show cho ban giám khảo chấm điểm nha. Bé mèo này là giờ nó nằm chỉ có một bé có một mình mẹ thi ở trong hạng mục này, thì bé cũng sẽ là bé đạt mèo đạt giải Best in Show Kitten New Year number 18. Các bạn chào hết bay ạ. Và em xin mời anh Lưu Bằng Quang lên trao giải cho bé. Oh,
À, lấy giải nhất luôn các bạn, tại có người thi có một thí sinh duy nhất. Ờ, mình xin mời bé tiếp theo là hạng mục Adult Nature. Mình xin mời được bé mèo long hair female number one. Số 1 bạn xin mời bé mèo ở hạng mục long hair. À, bé mèo được, bé mèo được triệt sản trưởng thành. Số 1, British long hair. Ồ, có phân thi của dòng mèo triệt sản nữa nè. Số 1 ạ. Ok, cảm ơn Muối Tiêu nha. Chúc cả nhà mình một buổi chiều vui vẻ nha. Đó, các bạn thấy là đứa thi mèo á, thì chủ mèo sẽ ẩm bạn nó lên đi một vòng qua cho các ban giám khảo đánh giá, đánh giá tiêu chí gì thì cái mèo duy nhất trong hạng mục chừa mèo được mèo mèo trưởng thành, mèo trưởng thành triệt sản, thế nên là bé cũng sẽ được hạng giải Best in Show Adult Nature số dành một number one. Các bạn cho nhà hót tay rồi ạ. Cảm ơn, em xin mời chị Trần Diệu Anh cô đảo mèo lên để trao nhận thưởng cho bé. Hai mọi người đứng giữa xem. Dễ thương không? Lông lá rồi. Ô, mèo triệt sản mình sẽ phân ra thành một cái bảng riêng hả ta? Dạ vâng đúng rồi. À, lý do tại sao ta? Thì với những sâu chính thống của WCF sẽ phân là sinh sản và triệt sản, có nghĩa là class breeder và class pet. Những bé mèo triệt sản sẽ thi phần thi neuter, nghĩa là triệt sản riêng. Dành cho những bé không sinh sản đã được triệt sản rồi. Coi như là giữa keeper với đẹp breeder phân ra. Đúng rồi. À, keeper thì cái level thấp hơn. Mà chị không phải thấp hơn. Nó là cái mèo triệt sản đẹp. Khác nhau cái hạng mục thôi. Ok. Nhưng mà các bạn mèo mà bị triệt sản thì có bị mất những cái đặc điểm gì không hề riêng không? Không hề mất đặc điểm giống mà thậm chí những cái đặc điểm đó còn được tốt hơn. Phát huy tốt hơn. Và em những bé triệt sản thì sẽ tính cách mà chị đã ổn định lên sân khấu ạ. Họ sẽ không còn những cái khoảng thời gian và gào đực và gào cái nữa. Vị trí bé sạch họ không có thời gian khó ở trong người nữa. Chính xác, khó ở đấy ạ. Là bé Maine Coon, tôi là 18. Ok, the number 18 is best of best. Ồ, ca sĩ chơi không ai này như gì bằng cường đó mà. Ok anh em, đây là công tác, nói chung là thi mèo thì nó cũng hơi trầm lắng chút xíu. Ẩm lên cho này nọ thì chắc khoảng nửa tiếng nữa chúng ta sẽ tìm ra chủ nhân của Best Supreme. Ôi đội nhà lụm, đội nhà lụm. Ok, đội nhà lụm nha các bạn ơi. Đó lụm rồi. Cái này chị mình quay có lụm lại không, này live stream mà qua luôn. Không biết ai chụp mình hình chụp không? Hả? Không biết ai chụp mình hình chụp không? Chắc ở trên cũng có chụp hình chứ. Không, mà không có chụp hình. Em có mình tự chụp. Ban tổ chức em thấy không có. Tao có quay YouTube mà. Có quay YouTube luôn. Anh làm cả hai luôn, vừa quay YouTube vừa live stream luôn. Kệ, tiếp tục chụp màn hình đi. Mà chưa thi mà, chưa. Hồi nãy là thi với Red Door, bây giờ thi với con Maine Coon. Vậy là chưa, nãy chưa được nữa. Dạ không, hồi nãy được cái kia rồi. Giờ thì thêm cái nữa. Thi với con khác rồi. Thi với con khác nữa. Thì thi với con 22.000. Khác nhiều quá. Cái giá là thấy đùa. Hạng mục Best Audition của Adult Study Long Hair ngày hôm nay là số danh 17. Best Intro Adult Study Long Hair ngày hôm nay là số danh 19. Chúc mừng mọi người, chúc mừng. Được luôn kìa.
Thôi bạn mèo kia tại vì mới về nhà có một tuần thôi, chưa thích nghi. Con chạy xuống đây. Cứ từ từ. Hoảng, bé nó hoảng. Đây. Rồi lên này. Anh này là được hai cái giải bé in show, là được cái giải gì đó. Hai cái giải bé in show là được cái gì hả? Bé lại là cái giải gì hồi nãy. Bé lại kìa. Không. Có mà. Chồng female short hair semi hả? Dạ semi. Không biết cái xanh lá là cái gì. Này về kẹp vô đây đi rồi cũng hoành chứ bộ. Cái gì nói xanh lá vậy? Cái chuyện xanh lá nè. À. Ở trên có hai cái cúp to với lại hai cái quần trường to nữa. Hai cái cúp to thì cái cúp vàng to là của Best Supreme đúng không? Không gành luôn. Em không gành. Em không gành với mèo đâu. Này dân bò sát các bạn ơi, dân bò sát, dân phụ kiện. Còn Khương mới là Khương đang ẩm lên gà, đang đấu với rồi. Này ba tiếng đối thủ nặng ký à. Ba người cao nhất nãy. Này là ba người cao nhất nha các bạn. Để chọn ai là xịn nhất trong ba thí sinh đó đó, ba thí sinh đó là xịn nhất á. Bây giờ kiếm ai là best of the best. Ba giọng khác nhau luôn. Mèo Anh, Red Dawn với lại cái gì? Maine Coon. Maine Coon. Ai tin 19 hả? Ở là mình đó hả? Trời ơi. Mình được. Cái này không biết giải ba hay giải gì nữa. Anh mới nghe best of the best mà. Wow. Lộm. Dạ. Ở dưới em à. Hello. Rồi vậy rồi. Bé xám mình như cao nhất. Bé nào? Bé xám à, bé mập á. Bé mập là cao nhất hả? Em nghe bé thì lưng lưng kìa. Rồi, nó mập quán rồi, nó mập đêm qua giờ quán. Cũng chưa có rõ lắm hả bạn à, chắc mình phải đi mấy lần nữa mình mới hiểu là như thế nào. Để hả, ổng xuyên hỏi ổng ơi. Rồi, nó mập quán rồi. Đúng rồi, mập là dễ nhất rồi. Dạ đúng rồi, dễ nhất. Là em giải ba đó. Giải ba. Em kia đầu tiên giải ba. Mập dễ nhất kìa, được chụp với giải chưa ta? Tối luôn. Đi quay show đi từ sáng giờ tối, trời tối luôn. Tắt nắng luôn rồi. Nếu hôm nay anh qua quay bạn gì ta? Minh Tôm à, à, chơi tôm anh Tôm kỹ. Anh mua luôn, sắm bộ luôn. Này dễ ba hả? Ba trong ba bạn hả? 29, 29 và 18. Ủa, giải Best General. Đó, Best General kìa. Thôi vô nghỉ thôi. Muốn gục bên tay. Muốn gục bên tay rồi, mệt không nè? À muốn gục nó nặng á, mấy ký à? 5 ký mấy rồi, nhưng mà nó nhòi cái cổ tay của anh đó. Mình cũng không dùng sức nhiều đúng không? Ok, kệ lấy cũng được heavy cup nữa rồi. Ủa cái xanh lá là gì con? Cũng đầu tư công phu quá các bạn ha. Đây là giải ba. À đất. Giải ba, best of best. Ủa cái này giải ba là best of best rồi, best of best of best, best of best of best, nghe best tùm lum chứ. Đọc không hiểu luôn. Này chắc phải đi mấy lần nữa mới hiểu được. Đi nhiều mới hiểu. Best Supreme
À, Best Supreme ha. Best General. Best General. Best General. Rồi vậy Best Supreme rồi. Ủa? Best General. Ủa còn một cái đúng không nè? Nó cũng còn một cái thôi. Là bé ngày hôm qua cũng là lại Best General. Nên bé cũng là Best Supreme. Woo! Nhất toàn trang. Rồi. Cả hai 18 và 19 tháng 2. Xin chúc mừng bạn. Ok các bạn, như mình đã chia sẻ hồi đầu clip cũng được chia sẻ lại từ những các bạn chơi mèo đem mèo đi thi đấu ở đây. Thì cái bạn mèo của hai bạn Thái Lan á là ngày hôm qua được cái Best General, ngày hôm nay cũng được Best General. Thì được hai cái đó thì sẽ được cái gọi là cái chung cuộc, sẽ được cái Best Supreme là cái giải cao nhất. Cái gọi là cái gì? Thành tích cao nhất toàn xô. Đó. Là lấy được cái cúp vàng á, lấy được cúp vàng á. À, lần này là thuộc về đội team Thái Lan nha, tuyệt vời. Rồi ok mọi người, coi như là cuối cùng thì show cũng đã kết thúc và tìm ra chủ nhân của Best Supreme của giải lần này. Ok mọi người, hy vọng là những cái thước phim vừa rồi cũng giúp cho chúng ta biết là có rất là nhiều giống mèo rất là đẹp luôn, rất là lạ luôn, mà mình bao cho các bạn là các bạn gặp vô là các bạn hâm mê liền. Và cuối cùng đã tìm ra chủ nhân của Best Supreme của giải kỳ này. Ok, cuối cùng cũng tìm ra chủ nhân rồi. Xin chúc mừng cho đội chiến thắng nha. Rồi, chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe và xem clip vui vẻ ha. Bye bye. Bye bye.